Ok, chào bác, chào anh em nhé. Ngày hôm nay bên em sẽ lên cho bác một dòng sản phẩm vang chính hãng, vang cơ chính hãng các bác nha. Vang cơ chính hãng. Con này thì hàng chính hãng nhưng giá lại bình dân. Đấy, dành cho các bác và anh em tham khảo. Con này có tên là AZ Pro, cái model là AZ88 các bác nhá. AZ88. Con này thì là mặt phay nhôm màu trắng, có kết hợp màu đen giữa hai bên. Đấy, nhìn cũng rất là đẹp. Rất nuột nà, này lên đèn thì rất là đẹp các bác nhá. Vừa em test thử đèn rồi, đèn đóm rất là nhiều dành cho các bác và anh em. Nhiều các bác cũng như anh em thích chơi những cái dòng vang này có rất nhiều đèn đấy, thì con này là một sự chọn rất là tuyệt vời, nên đèn đẹp lắm các bác. Video tiếp theo em sẽ test cho các bác về cái chất âm cũng như là những cái phím tính năng có ở trên cái dòng vang cơ của con AZ Pro này các bác nhá. Hôm nay em chỉ test cho các bác đầu tiên là về cái giao diện cũng như là về cái giá thành của em nó thôi. Đấy, thì con này thì có bao gồm những cái nút điều chỉnh delay repeat, bass mic chép của echo này, bass mic chép của mic này và bass mic chép của nhạc các bác nhá. Rất là đơn giản, dòng vang cơ mà nó chỉ có vài phím chức năng thôi, không như những dòng vang số hay là dòng vang cơ lai số thì nó có nhiều phím chức năng hơn, nhưng mà chủ yếu là do cái nội thất bên trong của em nó. Đấy, có đủ hay để cho các bác và anh em cảm nhận hay không, cái đấy là điều quan trọng hơn cả. Còn ngoài ra những cái phím chức năng này thì để cho các bác và anh em chỉnh thêm thôi. Đấy, thì con này có FX chống hú này các bác này, FX chống hú, chống hú của hãng là lúc nào cũng cực kỳ là tốt. Đấy, các bác không phải lo về độ hú nhé. Ngoài ra thì con này có thêm một cái nút rất là hay, đó chính là reverb các bác. Reverb thì hầu như chỉ có trên những cái dòng vang số này hoặc là dòng vang cơ lai số thì có nút gì vào, nhưng mà ở con vang cơ này lại có thêm nút gì vào. Đấy, cũng rất là hay. Và em theo em nghĩ, theo cảm nghĩ của em là em cứ nói thật là em nghĩ là cái dòng vang cơ thì nó cái có cái nút gì vào này nó chỉ mang cái tính biểu tượng thôi, biểu trưng thôi, chứ còn là về cái chất lượng của cái con này không biết là nó như thế nào, thì ở những video sau em sẽ test cho các bác về cái chất âm này như là cái nút gì vợt này xem nó có cái tính năng như thế nào nhé. Đấy, thì hôm nay em chỉ giới thiệu sơ qua về cái nội thất ngoài thôi. Đấy, con này thì có tem bảo hành các bác nhé. Đấy, con này bảo hành thì là của hãng này, các bác cứ quét mã QR code cho em ra hàng chính hãng hay không biết ngay cho các bác và anh em đỡ phải thắc mắc hàng chính hãng. Đấy. Đấy, có tem bảo hành, tem ốc vít, đây là mặt sau đây, quay cho bác mặt sau đây. Đây, các bác thấy không? Con này thì có công tắc nguồn phía sau, công tắc nguồn phía sau. Đấy, rồi là chỉnh mic, là chỉnh echo, cộng center này, cộng ca lông, cộng in, cộng out. Đấy, cộng hoa sen, có đầy đủ. Đấy, con này thì có bluetooth các bác nhé, tích hợp đầy đủ các tính năng, cổng quang USB và bluetooth. Này thì bên em bán với giá là 1.800.000, 1.800.000. Các bác muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bên em hoặc để lại comment dưới phần video nhé, thì em sẽ hướng dẫn tư vấn cũng như là để cho các bác những cái mức giá tốt nhất. Con này thì bảo hành của hãng 12 tháng rồi, bên em sẽ hỗ trợ thêm cho các bác là bảo hành 1-1 trong vòng 1 tháng. Các bác cứ yên tâm về chất lượng. Đấy, rất là đẹp. Ok, em chào các bác nhé, gặp lại các bác ở những video tiếp theo của bên Huy Tùng Audio.